Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau: 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu, và nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước vào tuần 20 mùa thường niên, và lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu nói với mỗi người trong chúng ta. Thầy đã đến và ném lửa vào mặt đất, và thầy những mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Lửa mà hôm nay Chúa Giêsu muốn nói chính là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, mà ở đó Chúa Giêsu đến mang cho nhân loại này. Ngài đã gieo vào và Ngài muốn lửa đó nó bừng sáng lên. Lửa của nhiệt thành, lửa của lòng hăng say loan báo tin mừng, lửa của một tình yêu cháy bừng, muốn thiêu đốt cả nhân loại này trong tình yêu của Chúa. Do vậy mà Chúa Giêsu mong muốn lửa đó được cháy lên, được bừng lên trong nhân loại và trong mỗi người trong chúng ta. Rồi sau đó Chúa Giêsu nói tiếp cái thao thức của Ngài là còn một phép rửa và Ngài muốn chịu. Và điều đó Ngài đang đợi. Phép rửa mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó và Ngài chấp nhận chết để diễn tả tình yêu của Ngài đối với nhân loại và sự vâng phục đối với Thiên Chúa Cha. Do vậy mà phép rửa của Ngài muốn nói chính là máu và dìm trong máu của tình yêu. Chúa Giêsu muốn đến đỉnh cao, đến cái giờ mà Ngài cứu độ nhân loại ngang qua cái chết thập giá. Và đấy là điều Chúa muốn thể hiện, một tình yêu thực sự. Ngọn lửa của tình yêu đó sẽ cháy bùng trong nhân loại và ước mong mỗi người trong chúng ta nhận ra tình yêu đó để chúng ta cũng được thiêu đốt con người của chúng ta với những cái yếu hèn và bất toàn. Và chúng ta cũng mong muốn cho đời của chúng ta được đóng đinh tính xác thịt của mình vào thập giá Đức Giêsu Kitô, để khi chúng ta chết với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ được sống lại như chính Đức Giêsu Kitô đấng đã sống lại trong vinh quang của Ngài. Rồi Chúa Giêsu lại nói tiếp: Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau: 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. Tại sao lại có cái sự chia rẽ đó, trong khi ai trong chúng ta cũng nghĩ Chúa đến để mang bình an? Vậy tại sao lại có cái sự chia rẽ ở chỗ này? Cái chia rẽ mà tin mừng muốn nói hôm nay đó là những người thuộc về Chúa, những người được thấm nhuần tình yêu của Chúa, những người được tin mừng soi sáng. Họ sống sứ mạng rao giảng tin mừng, và họ sống tư cách của những người thuộc về Chúa thì không thuộc về thế gian này. Do vậy mà có một cái sự chia rẽ và chống đối, hay có một cái sự giằng co giữa thế gian, xác thịt và đam mê với cách sống thuộc về Chúa. Nên những ai thuộc về Chúa thì họ sẵn sàng sống cho sự thật và dám nói những gì thuộc về Chúa. Cái dám nói những gì thuộc về Chúa lại là cái chống đối đối với tất cả những gì thuộc về thế gian này, sự dữ và bóng tối của tội lỗi. Nên những ai thuộc về Chúa, họ sẵn sàng nói những gì thuộc về Chúa. Đấy chính là cái sự chia rẽ mà ở đó cụ thể 5 người thì 3 chống lại 2 và 2 chống lại 3.
cha mẹ, con cái, nàng dâu với mẹ chồng. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta thuộc về Ngài để ngọn lửa tình yêu của Chúa được đốt cháy con người chúng ta. Và chúng ta sẵn sàng sống cho Chúa, sống vì Chúa và chính Chúa là gia nghiệp ngàn đời cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta đang sống trong trần gian này, chúng ta đừng để mình bị lệ thuộc vào những cái thuộc thế gian, nhưng hãy để cho mình thuộc về Thiên Chúa để ngọn lửa tình yêu sẽ bùng cháy trong chúng ta và lan tỏa ra nơi mỗi người chúng ta gặp gỡ. Xin Chúa chúc lành và cho chúng ta được gìn mình trong máu của Ngài để tẩy sạch tội lỗi và đồng thời được sống những gì thuộc về Chúa. Amen.